Xô Việt .vn bán được đôi bài uy tín, giá rẻ, chất lượng hàng đầu Việt Nam, còn có vòng quay cùng mini game vô cùng hấp dẫn, chương trình giảm giá tới tận 50%. Anh em nhớ lên shop ủng hộ Xô Việt nhé. Hello cho bạn nhau, đây Mùi Việt sẽ chơi Ata. Mà nhiều anh em có biết Ata là con tướng nào đâu. Một vị tướng bị lãng quên tại mặt trời mặt trời, Mùi Việt cũng lãng quên luôn. Cho đến cái thời điểm mà khá nhiều anh em yêu cầu, anh Mùi Ba ơi chơi Ata đi, thì chơi luôn. Một tướng khỏe nha, mà bỏ rơi thì thực sự rất là phí. Hãy làm clip này để cho anh em thấy Ata rất khỏe. Chính vậy thì Arthur chuẩn bị lên thất nha, đánh thương chưa một, đánh thương bộc pha, trời ơi lụt cái đầu cày thế nhở tiểu đam anh em ơi. Chính vậy thôi, hôm nay mình sẽ chơi Ata full đam cho nó tránh cái tình trạng thiếu đam đi chứ. Chơi FP xài bộc phá mà thiếu đam ấy nó thực sự nó buồn anh em ơi, buồn thối dần luôn. Ok, let's go thôi. Ata, nếu mà các bạn chơi bản gốc Game Boy Mobile thì đây chính là chư bát giới. Cái gì chứ chư bát giới trong bản gốc ý, nó cực kỳ hot luôn nha. Thứ nhất là chiêu 1, chiêu 2 đều cơ động, chiêu cuối khống chế khó chịu. Một con thuyền tạo ra bức tường tướng địch không để chạy qua, counter những con tướng chạy bộ. Thì combo của Ata cũng rất là dễ sử dụng nha. Combo như nào thì từ từ nha, phải có người để mình combo. Đầu tiên áp sát tướng địch bằng chiêu 1, sau đó thả cái chiêu cuối ra, dùng chiêu 2 đẩy tướng địch vô chiêu cuối. Các bạn thấy sự khống chế rất nhiều và liên tục của Ata, đặc biệt khi tướng địch mắc vô con thuyền thì khỏi chạy luôn nha. Ok, cái chiêu 2 cơ chế là các bạn phải dùng đẩy tướng địch vô tường nha, kéo tướng địch vô tường. Đồng thời khi tướng địch vô tường thì chịu nhiều sát thương, bị khống chế thêm. Đó, chỉ có vậy thôi, cũng rất là dễ chơi. Vậy mà anh em lãng quên một con tướng biến máu thành máu thật. Mata Funam ý, đàm cũng ghê gớm đó nha các bạn ơi. Ây da, cái bộc phá. Ôi thôi xong, bạn chạy đường đấy là chết rồi. So đi nha, so đi, mình không che được quả đấy thôi. Trận đấu này bên kia có 10.000 FP, thì bên này có Ata FP. Hai kèo này thì tất nhiên là mình solo là thắng chắc 10.000 rồi. Anh em tin không? Không tin đi. Rồi, yếu máu. Ôi tốc biến, không có tốc biến là không chạy được phần đấy đâu. Mà có tốc biến thì cũng không chạy được luôn. Bởi vì mình máu ảo thành máu thật. Máu màu trắng là máu ảo nha. Khi mà các bạn tấn công tới địch, các bạn gây bao nhiêu sát thương thì các bạn được hồi vô thành máu thật. Thế là các bạn tấn công tới địch ý, hồi rất nhiều máu. Tất nhiên tấn công quái thì mình hồi ít hơn. Nhưng mà từ khi những trang bị sách chiều hồn, đao chiều hồn mà trận nào cũng có ý, Ata bị nhầm lãng quên ngay. Bởi vì những trang bị đó giảm 40% sức mạnh nội tại của Ata, bạn rất khó nhây. Nhưng mà một team có đâu đây 1-2 người chơi sách thôi, chơi đao thôi, nên là chúng ta vẫn có thể là tỏa sáng được với Ata nha. Nhất là Ata full dam, đây yêu cầu của khá nhiều anh em muốn mua việc thực hiện. Và khi anh em yêu cầu nhiều rồi thì tất nhiên sẽ là lên sóng Ata full dam. Tiếp theo là cái thương long ghi lất, rồi thương long xong thì mình sẽ lên phức hợp kiếm. Một cái trang bị công nữa thì có thể lên đao chi hồn, hoặc có thể lên cái nanh luôn. Lên nanh thì một combo một mạng là chắc chắn rồi anh em ơi. Con này đi rừng sướng nha, mình đã từng chơi Ata đi rừng rồi, rất là phê, giống như các bạn chơi Arduin ý. Không có góc, có góc là mình sẽ thả thuyền ra và chắc chắn giết được 10.000. Chơi đại Yasuo ơi, lên hỗ trợ team nhanh lên. Có mạng. Lên luôn, ui chụp cuối. Thôi giết qua ID này. ID. Ôi cầu băng ao bờ nhây ngay. Sau đó thì nước đi cực kỳ nẹ. Thôi thì mình lấy trụ nha, chiêu 2 vào trụ về. Ok rồi, chơi luôn. Hồn tường này. Ok, có mạng thứ tư cho Ata rồi.
Nhưng mà tim mình mất trụ đường rồng anh em ơi. Không có sao. Rồi, mình có đồ thì mình sẽ hack đem được với Ata. Anh em có yêu cầu con tướng nào thì nhớ comment nha. Ata, Mganga, Oma. Con nào mình chưa làm thì anh em cũng nhớ comment. Bởi vì thực ra là có trăm tướng nên nhiều khi mình cũng hơi lún lối là không biết mình làm con tướng nào rồi, con nào chưa làm. Đấy. Anh em thông cảm với Việt nha. Công việc nhiều nên là đôi khi đó cũng sai sai một tí. Nhưng mà ăn mãi không bao xa đâu em ơi. Chung 2D này, chung 1 này. Chạy, cầu băng thì đứng lại là chết nha. Ui, mà đánh chạy được rồi, chạy thêm tí nữa. Sau đó thì lôi động chạy là chạy được luôn. Ở phần đây. Ok, 7 phút nam mạng cho Ata. Ata trong tay mô Việt thì quá ghê gớm rồi. Nói chung là con này thì mình cũng thuộc loại là chơi bét đấy anh em ơi. Mặc dù nó là vị tướng kỹ năng rất dễ sử dụng, nhưng mà đâu phải ai cũng chơi Ata với khả năng chiêu 2 bộc phá như vậy. Đuổi theo. Rồi, cho hôn tường này. Có mạng double kill. Ui FP, FP. Ui chơi FP. Chơi FP mà ăn mạng hơn cả sát thủ luôn. Trù ăn mạng của team anh em ơi. Ta đi đâu tân hồi đến đó. Chạy hộ. Chạy hộ này. Không biết pha này có last hit được hay không đây. Có last hit được A. Last hit được chắc chắn luôn anh em ơi. Mạng thứ 8 cho ta đuổi kịp số phút rồi. 8 phút 8 mạng cho ta anh em ơi. Qua GG luôn nha. Đúng là top 1 Ata có khác. Ở những pha gọi là ăn mạng không thể đỡ được từ đồng đội. Rồi, bây giờ mình lên cái đao chiều hồn đi. Đây, tím mạng có hồi phục từ MGA. Tức là không nhiều ID nữa, Arthur nữa. Nên là lên cái đao này xử lý với bạn này dễ hơn. Kéo kéo đây nha, rồi mình cân đôi luôn em ơi. Cân đôi nè. Rồi, ui vẫn đầy máu luôn. Đánh nhau một tí, vẫn đầy máu luôn. Đấy. Lại còn có mạng thần thánh từ 9 phút 9 mạng. Lên đam có lợi thế là khi mình gây sát thương lên tướng địch nhiều thì mình hơi nhiều máu anh em ơi. Chạy đi đâu. Ui tốc biến. Thế thì chịu rồi. Chắc bản gốc GDG bài chứ bắt giới rất là hot nha. Ở vương giả minh diệu chứ bắt giới được sử dụng trong đấu giải chứ bắt giới được rất nhiều anh em sử dụng đi top neo rank. PSV cực kỳ tốt. Nhưng mà Ata bị nắm quên thì thực sự rất là phí đưa anh em ơi. Thực sự rất là phí. Sắp tới đấu giải chắc chắn Ata sẽ xuất hiện. Và chắc chắn là nhiều đội tuyển đến từ Trung Quốc sẽ sử dụng Ata này anh em ơi. Tới đây mình đủ combo. Arthur chắc chắn chết. 10 mạng. Ui mình chơi mà kiểu hơn sát thủ này nó bá quá anh em ơi. Nó bá cháy quá đi này. À đi hết đường về luôn. Và thậm chí nè Lindis cũng chết luôn. Đam đã đủ to nha. Đam đã đủ to rồi đấy. Không còn chuyện thiếu đam như lúc băng trụ giết Arthur đâu. Rồi chiều 2 đu vào tường dính luôn. Đánh thường là có mạng. Ôi 10 phút gần full đồ. Quá ghê gớm. Cho biết Ata còn một đồ nữa thôi. Em thấy chơi FP mà 10 phút 12 mạng. Thứ gì đỡ lỗi đúng không? Thứ gì đỡ lỗi được đây. Chạy ui. May là Ari nha. Của những vị tướng khác chắc chắn là chết rồi. Giờ này team bạn đang lát rồi anh em ơi. Team bạn đang lát rồi. Thì mình thì với sự khó chịu của Alistair thì team bạn không thể quẩy team được. Và đặc biệt có con Ata. Cái con này thì thôi rồi. Nó cầm màu đeo nó đi nát hết mạng khắp map thôi. Với độc chiêu là đu vô tường. Rất là khó chịu. Như anh em chơi Ata mình thấy là chưa phát huy được hết sát tướng. Các bạn sử dụng cái chiêu 2 chưa có ok. Mà đây chính là cái chiêu khiến Ata lợi hại. Anh em nào chơi Ata mà chiêu 2 dùng 2x thì chắc chắn sẽ chơi vị tướng này neo rank cực kỳ tốt nha. Tỷ lệ thắng của Ata cũng không hề thấp đâu. Một con tướng có tỷ lệ thắng rất là tốt. Và những con tướng có tỷ lệ thắng tốt thường ít anh em chơi. Bởi vì khi anh em đã chơi những con tướng này thường là win luôn. Cái thắng cực kỳ cao nha. Đó, đợi cứ đi đắc đến rồi chơi đây.
vô tường này. Ờ nhưng mà không ai có nhồi thiên đam. Ra hỗ trợ team AD AD AD. Ui sao không bị choáng. Ảo thật đây. Ui chưa lại. Hơn tường này, ui lại không bị choáng. Ui ảo thật đây. Đội của lại quả này thì bộc phá luôn này. Trời ơi, bạn đấy có cái gì đó nó lẩy lẩy mà không bị choáng nhở. Vô cùng vô lý luôn. Ok, 13 mạng cho ta DSP 12 phút. Ui nhưng mà Elso thì mình có khoảng quá đa kill kìa. Vô gì vậy. Quá ghê gồm, đồng đội trời quá ghê gồm luôn. Mình thì sắp full đồ anh em ơi. Tầm mấy chục vàng nữa thôi full đồ luôn rồi. Có lẽ thì video cũng đến đây là hết. Và chân thành anh em đã dành thời gian quý báu hồ Việt cho đây chặn tin bạn không cho lên này. Xin chào anh em, hẹn bạn clip tiếp theo nha. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.